Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình và Ngân được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là gia đình của anh Vũ, hỗ trợ 9 phần quà cho 9 em học sinh nghèo vượt khó đang có mặt tại trường Trung học cơ sở Bình Thạnh. Thì mỗi phần quà trị giá là 500.000 đồng gửi đến cho các em. Thì bây giờ mời các bạn cùng vô nha. Hôm nay là buổi chào cờ đó, và buổi thứ hai đầu tuần thì các em đang chào cờ. Giờ mình đi vô. Đó là cố đúng rồi. Ông thầy đang la đó. Có nghe không? Thầy tổng phụ trách đang la các em. Có giống mà hồi xưa không? Đi chán. Ngày nào cũng phải nghe. Cái này là trường học lớp 8A1 và 8A3 này có gì nhận ra vô trong đây. Đây các em đang chào cờ đó các bạn, thì thầy đang la, mình với Ngân thì sẽ trao thưởng một chút là ở phía sau nha. Bây giờ thì các em đang chào cờ, mình đi thẳng vô trong. Xin chào. Chào thầy nha thầy ơi. Chào thầy. Dạ chào thầy. Thì bây giờ mình vô trước đi ha thầy, mình vô trong luôn đi ha. Thầy ơi, thầy Phong mình phát biểu trước hay là để cho thầy tổng phụ trách nói chuyện trước hả thầy? Bên em làm trước. À bên em nói trước ha. Vì cho em nói xíu vài lời nha. Thưa quý vị, quý bà con, thầy cùng tất cả các học sinh lớp, ngày hôm nay trường chúng ta vinh hạnh được đón tiếp các học sinh lớp phân hạnh miền Tây vô đi hỗ trợ cho các bạn học sinh tốt hạnh trường ta và đồng nghĩa ta nhìn thầy Quân Trung. Xin chào thầy ơi, vậy em lát thì cho em mượn mic nói chuyện với mấy em xíu đi ha thầy. Cho em mượn xíu nha. Bỏ vô nha. Thứ nhất thì chị xin chào tất cả các em nha. Giờ cho chị một tràng pháo tay để chị bớt rung được không ta? Hôm nay thì cũng nhiều lần chị đến với trường Trung học cơ sở Bình Thạnh này, ngôi trường mà chị đã từng học ở đây nha. Thì hôm nay được sự hỗ trợ của một vị Mạnh Thường Quân, đó là gia đình của anh Vũ, gửi đến cho các em 9 phần quà. Thì mỗi phần quà trị giá là 500.000 đồng, giúp các em vượt khó trong học tập nha. Chúc cho các em thì học tập hoặc là giỏi và kỳ thi này sẽ đạt điểm cao nha. Rồi cho chị dàn vỗ tay nữa được không ta? Thì không để gián đoạn cái buổi chào cờ của các em á, thì chị cũng xin đại diện mời thầy đọc tên để phát cho các em luôn nha. Dạ, mời đọc tên đi thầy. Có mic không? Sáng phần. Rồi tới em, các bạn ở đây, em đang chấm lên phía trước nè. Ở lớp 6-1, là ở đây. Dạ. Phạm Vũ Dung, lớp 6-2. Mặt Trận Vân, lớp 6-3. Cái này là có em có buổi sáng nữa đó hả thầy? Ba em buổi sáng, sáu em buổi chiều. Lớp 7A3. Tại đây có lớp 8A1. Xích vô em. Anh Phạm Thị Lý Vương, lớp 8A2. Dạ, quận Thị Ngọc Trâm, lớp 8A3. Hai bốn hai bốn sáu tám còn đứa nữa đâu nè, còn đứa nữa thôi đủ rồi đó, lên đi xách vô có gì đâu mà đừng có sợ. Một lát mấy đứa nhận quà xong rồi mấy đứa về chỗ rồi đi ra ngoài băng đá với chị nha. Đây rồi, chúc học tốt nha. Đây rồi, chúc học tốt nha. Mấy đứa mở ra giùm chị nha. Rồi. Này của em. Rồi xong, vỗ tay đi mấy đứa ơi, nhanh lên. Dạ rồi, mấy đứa về dưới đi, lát mấy đứa ra băng ghế ngồi giùm dạ, chị xíu nha. Lát phía sau với dạ. Chị luôn luôn. Phát biểu ha. Vô.
cho thầy phát biểu vài câu mấy đứa ơi. Lên 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 lên. Rồi mình đứng ở đây đi, đừng có sợ. Lát xong mấy đứa ra băng ghế ngoài kia ngồi nha. Dạ cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nha. Vậy các em vỗ tay em. Vỗ tay mấy đứa ơi. Vậy rồi. Cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Dạ. Dạ vậy tụi em mượn mấy em xíu nha thầy. Rồi mấy đứa đi theo chị ra ngoài đây. Mấy đứa theo chị ra ngoài xíu nha. Dạ đâu. Có cái lò. Rồi, vô đây nha. Có đèn không? Mấy đứa bắt đèn được không? Cho nó sáng sáng xíu á. Rồi, vô ngồi nha. Rồi mấy đứa ngồi đi, ngồi sau, ngồi gần gần nhau xíu á. Rồi, mấy đứa ngồi đi nha. Thì tại vì đang ở buổi chào cờ đó các bạn, nên là mình không thể nào mà hỏi rõ hoàn cảnh của chính em được. Thì thôi ở đây là mời mấy em ra riêng để mình hỏi nha. Thì đầu tiên đây, chị hỏi bạn trước nha. Chào em nha, em tên gì, nói cho chị biết được không? Dạ, em tên là Trần Hoài. Hoài học lớp 8A1 hả? Dạ. Hoài học giỏi không? Dạ, học rất khá. Dạ, loại khá. Rồi, gia đình em có mấy người Hoài? Dạ. Nhiều quá hả? Dạ, 5 năm. 5-6 người. Hiện tại là em đang sống cùng ba mẹ không? Dạ, sống cùng mẹ, chồng mẹ. Cho chị hỏi là ba em đâu em? Ba em đi làm xe lê. Dạ? Ba em đi làm xe lê. Ba em đi làm rồi ha. Là chỉ sống với mẹ và ông bà thôi. Mẹ em làm nghề gì hả mày? Dạ, mẹ em làm công ty. Công ty có đủ để lo lắng cho em không? Dạ, được. Gia đình em, nhà em cách trường xa không mày? Dạ, xa. Cũng không xa lắm ha. Vậy hôm nay nhận được phần quà là 500 nghìn nè, thì em thấy sao? Có thấy vui không? Chúc em học thật là giỏi nha. Rồi, xin chào em nha. Hỏi đi ngang. Tiếp theo chị hỏi em nha. Cho chị vô với bạn. Chồng, năm nay em học lớp mấy? Dạ, em học lớp 8. Lớp 8, năm 3. Cho chị hỏi là thành tích học tập ở lớp em có tốt không? Dạ, tốt. Học sinh giỏi luôn, vậy là quá tốt rồi. Rồi gia đình em thì có mấy người? Dạ, gia đình em có 5 người. Là hai em học lớp 6. Rồi ở nhà thì ba mẹ em làm nghề gì? Dạ, ba mẹ em thì làm gãy. Làm gãy ha. Gãy. Rồi hôm nay thì nhận được cái món quà này em có vui không? Thì nhận được món quà thì nhớ là phải gắng chăm chỉ học tập nha. Để mà đền đáp lại ba mẹ thì kể cả các vị mạnh thường quân đã có tấm lòng tới với mình. Tiếp theo là Mỹ Duyên hả? Dạ. Duyên học lớp 8 luôn hả? Dạ. Duyên học giỏi không Duyên? Dạ, em là học sinh giỏi. Học sinh giỏi. Nhà em cách trường xa không Duyên? Dạ, xa. Xa, rồi em đi học rồi có xe đạp không? Dạ, có. Có xe đạp. Gia đình em đông không? Mày có mấy người? Dạ, gia đình em có 5 người. 5 người. Là cũng sống với ba mẹ và ông bà hay sao? Sống với ba mẹ. Ba mẹ thôi. Em có em không hay là chỉ một mình em thôi? Em có em với chị. Em với chị. Rồi ba mẹ có làm để mà lo lắng cho em không? Dạ có, ba mẹ em làm gãy. Mẹ làm gãy là làm mướn cho người ta hả? Dạ. Vậy là ba mẹ làm gãy làm mướn một ngày cũng mấy trăm ngàn, rồi có đủ lo lắng để cho mấy chị em không? Dạ không, chị em hồi đó học tới lớp 7.
nghỉ rồi nghỉ. Rồi em học tới lớp 3 rồi nghỉ. Chỉ còn một mình em rồi. Vậy là Duyên học lớp 8. Rồi Duyên có định học lên lớp 9 hay là thậm chí là mình học cấp 3 không? Dạ có. Ba mẹ có hứa là lo lắng để cho Duyên học tới đó không? Dạ có. Em cũng sẽ cố gắng học tập để đáp lại công hiến của ba mẹ. Rồi giỏi quá. Rồi chị chào Duyên nha. Dạ. Rồi xuống đây. Rồi đi ngang. Rồi đi. Tên gì nói chị biết được không? Em tên Bích Dương. Bích Dương học lớp mấy? Lớp 7. Rồi ở lớp thì em được danh hiệu gì? Là lý do sao ha? Tại vì em không đủ điều kiện đi học hay là sao? Cơ bản là trong học tập thì em thiếu những cái thiết bị hay là vật dụng gì không? Năm sau cố gắng lên nha. Rồi ở nhà thì ba mẹ em làm gì? Dạ mẹ em đi công tác. Vậy rồi em sống với ba hay là với mẹ? Sống với ba với lại mẹ. Sống với ba đồng hội. Nhà em gần trường không? Em bình thường thì em đi học rồi, em đi học bằng xe đạp hả? Dạ không. Sáng chiều. Vậy là em vẫn chưa có phương tiện để mà đi lại. Xe em thương. Thì nhận được cái phần thưởng hôm nay thì nhớ là phải ghé chăm chỉ học tập nha. Để mà cải thiện cái thành tích của mình lên. Rồi chúc em học giỏi nha. Đây tới đây. Em nhận được. Đợi chị xíu nha. Rồi chào em nha. Tên gì nói chị biết được không? Cẩm Vân hả? Tên đẹp quá ta. Học lớp 6. Ngồi đi đi nha. Cẩm Vân học lớp 6 hả? Dạ Cẩm Vân ở đâu ha? Dạ con nhà em ở ngoài đồng đó quá. Ngoài đồng. Ngoài đồng vô có phải em có phải bơi xuồng không hay là đi thẳng vô luôn không, được? Đi xe đạp luôn. Đi xe đạp vô. Nhà xa không Vân? Cách trường xa không? Xa. Nếu mà ở ngoài đồng thì ba mẹ Vân làm gì vậy? Mẹ em cũng làm công ty, ba mẹ em ai muốn gì làm đó. Ai muốn gì làm đó. Nhà em đông người không? Nhà em có 5 người. Rồi, có đủ để lo cho Vân không? Vân có học kha thành tích tốt xíu không? Học được không? Không biết. Không biết gì là em học được loại gì á? Loại khá, cố gắng học thật là giỏi nha Vân. Rồi, chào em nha. Em tên gì nói chị biết được không? Dạ em tên Duyên. Duyên ha. Nhà Duyên có mấy người hả Duyên? Hả? Duyên ở với chị ha. Năm nay Duyên học lớp 6 hả? Cho chị hỏi là ba mẹ Duyên đâu? Mà Duyên là ở với chị hay Duyên? Ba mẹ. Như vậy hiện tại thì ba hay là mẹ là người gửi tiền về cho em? Mẹ gửi tiền về cho em. Rồi gửi về có đủ để cho gì lo lắng cho Duyên đi học không? Có ha. Rồi năm nay Duyên học được loại tốt không Duyên? Giỏi không? Không, ý là học kỳ 1 á, em được loại gì? Cố gắng để học được loại giỏi nha. Hôm nay Duyên đến nhận được 500 ngàn nè, thì Duyên thấy sao, có thấy vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Vui thì nói vui đi, đừng có ngại nha, đừng có run, đâu có gì đâu, mấy chị đâu có gì đâu, không có sao, đừng sợ nha. Hỏi đi không? Đừng có run, có gì đâu mà run, trời ơi. Chị cũng y chang mấy đứa à, có gì đâu mà run nè, ngồi ghế đi nha. Bình thường đi, cứ bình thường. Em tên gì? An. An học lớp mấy? Lớp 6 hả? Rồi hồi nhà chị em đi học lớp tiên chị. Ủa nhà em xa không? Không xa lắm ha. Cái là em học thì không chịu được, em đi học tích gì? Vui vui. Trời giỏi. Phạm Vũ Duy hả? Ồ, Duy to quá Duy ơi. Nhà Duy cách trường xa không? Dạ, cũng gần. Gần ha. Đi học là đi bằng xe đạp hay sao? Xe đạp gì vậy? Gì vậy? Xe đạp. Nhà Duy được mấy người? 5 người. 5 người.
người. Rồi ba mẹ Duy làm nghề gì hả Duy? Dạ, bán quán. Bán quán có đủ để lo lắng cho Duy không? Em có gặp khó khăn gì trong học tập không Duy? Cũng được ha. Hôm nay Duy nhận được phần quà là 500 ngàn nè. Thì Duy thấy sao? Có thấy vui không? Rất vui ha. Rồi đem tiền về đưa cho ba mẹ để ba mẹ lo cho Duy học tập nha. Rồi chúc Duy học giỏi nha. Rồi còn bạn cuối cùng. Em tên gì? Nói chị biết được không? Được. Chào được nha. Được cũng học lớp 6 luôn hả? Duy là được học buổi sáng nhưng mà bây giờ là vô trường. Chiều vô trường để nhận quà ha. Hôm nay được nhận quà được thấy sao? Rất vui ha. Nhà em được mấy người, nói chị biết đi. Cô là 4 người. 4 người làm ba mẹ hả? Em ba mẹ. Ba mẹ có được làm nghề gì hay được? Nhà làm công nhân. Nhà xa không được? Hơi gần. Hơi gần. Nhà thì anh đi học bằng phương tiện gì? Xe đạp. Có đủ để mà lo lắng cho được không? Chị với lại chị Ngân cũng chúc được học tập thật là giỏi nha, luôn thành công nha. Rồi chào em. Cái gì mà bu dữ vậy mấy đứa? Thì nhóm phụ nữ miền Tây cũng đã trao xong 9 phần quà cho 9 em học sinh nghèo vượt khó ở trường trung học cơ sở Bình Thạnh. Mỗi phần quà trị giá là 500.000 đồng. Nhóm phụ nữ rất là chân thành cảm ơn gia đình của anh Vũ vì đã hỗ trợ một số tiền cho các em để các em vượt khó học tập. Chúc cho gia đình anh có thật là nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Chào gia đình anh, chào các bạn.